Không, đấy là 150 là chỉ trong Tết. Bây giờ cây nó lớn hơn rồi, phải 250. Nhưng quất đào không thể được như thế. Tôi mới phân loại vào hàng thời vụ Tết. Phải bán trong Tết. Phải bán trước Tết, càng sớm càng tốt thì càng được giá. Đợi đến 23, 24 này khó, nói thật. Đấy, nó là hàng thời vụ thì nó cũng là cái câu chuyện của người người sản xuất và người mua. Người mua thì dựa trên hai yếu tố, một là công dụng của sản phẩm mình muốn mua, hai là cái giá thành. Đấy, cái thứ ba nữa à, cái vấn đề của người sản xuất là luôn luôn đau đáu trồng cây gì nuôi con gì để đỡ phụ thuộc vào thời vụ. Hoa quả cũng vậy, tôi không làm hoa quả, tôi bán giống. Tức là nếu tôi đã bán bưởi đỏ, tôi chỉ bán cây thôi. Tại vì cây nếu các bạn không mua thì sang năm cây nó lại to, lại bán được cây. Nhiều ông lại cứ bảo là thế thì tao mua về tao trồng để tao lấy quả. Tôi bảo gạt ngay cái vấn đề mà trồng để lấy quả đi. Tại vì hàng ấy lại là hàng thời vụ. Nếu ông trồng từ cây con nó lên cây choai, ông lại bán lại cho tôi. Ví dụ như cây na đài dai đài loan hoặc cây bưởi đỏ, tôi giao cho ông cây nó chỉ như này. Các ông trồng một năm sau nó vút vụt nha. Năm sau nữa nó to như này thì giá nó lại tăng. Nhưng nếu mà ông định hoạch định nó là hàng thời vụ, tức ông sản xuất quả để ông bán, thì thứ nhất là nó lâu. Với cái thứ hai, khi quả chín mà hôm nay nó chín nhá, mà tuần tới mà không vặt nó rụng là bán cho ma. Trời mưa cũng phải ra vặt quả, phải thuê người vặt, nó là hàng thời vụ. Nhưng mà nếu mà các ông sản xuất giống, các ông sản xuất cây choai để ông bán, thì tầm này các ông bán nếu có khách hỏi mua, nếu mà tầm sau, tháng sau, năm sau cây nó to hơn lại được giá hơn. Đấy là cái hướng mà mọi người làm về cây, kể cả các loại cây cũng thế. Nhưng làm sao mọi người chọn được cái cây nào, mà ví dụ như là nếu mọi người trồng lúa thì nếu mà phải mua gạo, tức là trồng lúa để lấy gạo, thì các bạn mua gạo còn hơn. Tại vì nếu mà tính ra chi phí mà để các bạn thuê thợ, từ thợ gặt, thợ cấy, thợ phun, thợ phiếc, thì các ông mua gạo còn hơn. Đấy, nó mất công. Thì các bạn thay vì trồng lúa thì các bạn chuyển sang trồng ngô có lãi hơn, mà trồng ngô cao cấp hơn thì các bạn trồng quất nó vẫn lãi hơn. Và nếu mà từ trồng quất mà không ấy thì lại trồng mộc, mộc lại có lãi hơn. Nhưng mà thường là nông nghiệp của chúng ta mang tính chộp giật, cho nên chúng ta không thể ỷ lại ở một cái sản phẩm gì mãi được. Chắc chắn một điều, người nào thức thời, người nào chịu thay đổi mà phải cập nhật liên tục. Thứ nhất là giá, cái thứ hai là chúng ta phải cập nhật trên cái mạng xã hội để không phải nơi chửi nhau. Tôi nói thật, live stream thì đó, à tí nữa mọi người xem lại. Cảm ơn Trung Vũ nha. Thôi được rồi, cảm ơn mọi người nha. Video nó khá dài, mai lại cắt ra xong rồi đăng trên TikTok túi bụi. Nói chung những cái video mình làm hoặc mình nói chuyện chỉ muốn là đấy, đứng trên hai vai trò. Thứ nhất là giới thiệu cho mọi người những cái sản phẩm mới, cái giá mới, xem mọi người, lúc ấy mọi người đắn đo xem có làm được hay không, để giải quyết cái bài toán trồng cây gì nuôi con gì. Cái thứ hai, đứng trên cái vai trò của người người mua, người tiêu thụ sản phẩm, thì mọi người sẽ có thêm nhiều cái sự lựa chọn đấy, để mọi người phục vụ cho cái nhu cầu sử dụng của mình. Các bạn có 1 triệu, các bạn có thể là lựa chọn là mua cây gì để chơi Tết nó hợp lý, nó lạ, nó độc, nó đẹp, nó thế nọ thế kia. Đấy là cái người tiêu dùng là như thế. Cái người sản xuất thì trong vô vàn những sản phẩm tôi đang nói, tôi có phân tích luôn là mọi người nên lựa chọn những cái gì để kiếm ra nhiều tiền thu nhập ở 1 năm. Nói chung là cái ý nó chỉ là mang cái tính chất tham khảo thôi. Nhưng mà nhiều khi nhiều ông ở trên mạng, ông ấy nghĩ mình kiếm hay thế nào nọ thế kia, muốn thay đổi các ông ấy để theo một cái hướng như của mình. Đấy là hoàn toàn sai. Tôi chỉ giới thiệu mang tính khách quan rất cao. Những video của tôi mang tính khách quan rất cao. Chứ còn như người khác nha, người ta đang trồng quất nha, ui đừng có mua cây đàn khác, chỉ có mua quất thôi, quất này vẻ đẹp thiên nhiên kỷ rồi, vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Ông trồng đào, mua đào nó mới là hoa huyết như thế nào đấy. Nhưng tôi có đứng, tôi có ca ngợi tâng bốc cái gì đâu. Tôi chỉ biết là ở đấy so sánh giữa các sản phẩm với nhau, giá thành như thế nào kia, để vừa cái người sản xuất này, cái thứ hai nó có thể là làm cầu nối mình theo kiểu là phóng viên mà trả thằng mẹ là trả lương, tự trả lương cho chính mình, vẫn còn bị chống đối đấy này. Nếu các ông mà bán cây nó còn cò lên cò xuống, nó còn chửi cho tung người này. Đấy thật. Và cứ gây dựng được cái nhân hiệu, khi các bạn mà đóng góp cho cộng đồng thì tự khắc là thu nhập nó sẽ quay lại với bạn. Bạn đóng góp càng nhiều mà thiết thực thì thu nhập rồi một ngày nó sẽ đến, nó không không phải ấy đâu. Ôi được rồi, cảm ơn mọi người nhá. Cày gì đâu, mai có cái hẹn là... Ừ thôi, chào mọi người.